là sau khi mà cháu đấu ghép xong thì bác nghe cũng như bác hát thử thì bác cho cháu cái cảm nhận về cái bộ dàn âm thanh ấy. Bác thấy cũng được. Vâng. Nói chung là bác hát cũng nhiều chỗ rồi nhưng mà thấy cái này nghe cũng lên được. Dạ vâng. Có nghĩa là mình hát vào mic là mình hát nhẹ hơn nó lên giọng là được. Vâng. Thế nhiều cái zip hát nhiều cái ở thằng đấy cái nó zip không nghe. Nó zip đấy là cái tần số của nó khi bác chung chép vừa lấy cháu bảo cháu bác trên cái thanh điều khiển này nó thừa tần số quá nó sẽ ấy. Thay mặt công ty thì cháu cũng xin cảm ơn bác. Vâng. Còn cái hàng này là bác được bảo hành 1 năm. Có gì thì bên cháu sẽ alo cho anh đấy. Không, bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn các cái điều khiển các thứ thì cháu ra đây cháu bác ra đây cháu sẽ chỉ dẫn bác một lần nữa thì sau đó anh em cháu xin phép anh em cháu về. Vâng. Cháu cảm ơn hai bác. Vâng, em chào các bác và anh em nhé. Hiện tại thì kỹ thuật Zika chúng em đang trên hành trình đi Ý Yên Nam Định để thi công lắp đặt được bộ dàn karaoke gia đình cho anh Dương gồm có cặp loa Wewood VK938, đẩy tiến năng X22 Pro DAC mic không dây VK321 và một loa siêu trầm. Sau khi lên cấu hình và bàn giao cho anh Dương xong thì chúng em sẽ lên những cái video tiếp theo. Mời các bác và anh em cùng đón xem những cái hành trình tiếp theo của kỹ thuật Zika chúng em. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Vâng, sau một hành trình thì kỹ thuật Zika chúng em đã có mặt ở Ý Yên Nam Định. Bộ dàn này anh Dương đặt để lắp cho bác, bố anh Dương. Bác đã ra tận đường lớn để đón kỹ thuật chúng em vào nhà. Giây lát nữa thì các bác sẽ được chiêm ngưỡng cũng như là khám phá ngôi nhà của bác. Cả nhà quê rất chi là mát mẻ, yên bình. Sau một hành trình thì kỹ thuật Zika chúng em đã có mặt ở nhà anh Dương. Mời các bác và anh em cùng khám phá ngôi nhà của anh Dương. Cặp loa VK938 đẩy 22. Kỹ thuật chúng em đang chuẩn bị phối ghép đấu nối sản phẩm. Sau đó mời các bác và anh em sẽ thưởng thức cái chất âm của bộ sản phẩm. Vâng, chào các bác và anh em. Kỹ thuật Zika chúng em vừa lắp ghép xong cho bác Dung. Bác Dung ở bộ dàn karaoke gồm có cặp loa Wewood VK938 sở hữu bát 40, hai chung, hai chép, một chép kèn. Cùng với đó là con đẩy liên vang X22 Pro DSC mic không dây VK321. Cùng với đó là loa siêu trầm S1500. Sau đây mời các bác và anh em cùng thưởng thức một bản nhạc để thể hiện cái chất âm của bộ sản phẩm. Em mời các bác và anh em nhé. Oh, yeah.
Bác hát thử thì bác cho cháu cái cảm nhận về cái bộ dàn âm thanh ấy. Bác thấy cũng được. Vâng. Nói chung là bác hát cũng nhiều nó chỗ rồi nhưng mà thấy cái này nghe cũng lên được. Dạ vâng. Tôi nghĩ là mình hát vào mic là mình hát nhẹ hơn nó lên giọng là được. Vâng. Thế nhiều cái nó zip hát cái ở thằng đấy cái nó zip không nghe. Nó zip đấy là cái tần số của nó khi bác chung chép vừa lấy cho bảo cháu. Bác trên cái thanh điều khiển này nó thừa tần số quá nó sẽ ấy. Thay mặt công ty thì cháu cũng xin cảm ơn các bác. Vâng. Còn cái hàng này là bác được bảo hành 1 năm, có gì thì bên cháu sẽ alo cho anh đấy, không bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn các cái điều khiển các thứ thì bác ra đây cháu sẽ chỉ dẫn bác một lần nữa thì sau đó anh em cháu xin phép anh em cháu về. Vâng. Cháu cảm ơn hai bác.